Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người ở những cái video về tử vi của năm Kỷ Hợi 2019. Đây là video clip mình làm về tử vi của nữ mạng Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Thì như đã nói thì năm người Kỷ Mùi với cái năm Mậu Tuất 2018 đang hiện tại là đang là tháng 9 thì có nhiều điều không tốt đẹp. Thật sự mà nói như vậy, vì cái vận hạn nó cũng khá rối rắm, đang ở trong cái 10 năm đại hạn, cho nên là nó không được tốt đẹp như mà mong muốn. Dù là nó là năm Bình Địa Mộc, đáng lẽ Mộc sinh hỏa sẽ tốt đẹp, nhưng tới giờ phút này thì có thể nói là 9 tháng rồi, không mấy tốt đẹp đối với những cái người Kỷ Mùi nữ mạng. Thì hy vọng rằng với cái nhiều cái vẻ bề ngoài hợp với lại Kỷ Mùi thì cái năm Kỷ Hợi 2019 sẽ đem đến những cái điều tích cực hơn. Dù gì đi nữa thì nó vẫn là năm kết thúc của đại hạn 10 năm. Thì cái năm này nó sẽ có những cái mặt như hồi mình đã tìm hiểu thì có những mặt tốt đẹp. Tuy nhiên thì nó cũng có những mặt không tốt đẹp như mong muốn. Nhưng tụ lại thì vẫn hơn được cái năm nay. Vì dù sao nữa Thìn Tuất Sửu Mùi thì năm nay cũng là năm trong tứ hành xung, nó không tốt đẹp. Về địa chi thì năm Hợi là Hợi Mão Mùi tam hợp, rõ ràng là sẽ có những cái mặt tích cực. Thì xét về mạng á, thì mạng là thiên thượng hỏa, thì gặp năm Bình Địa Mộc á, nếu mà xét về cái vỏ bên ngoài á, là Mộc sinh hỏa là có lợi cho sức khỏe vì được tương sinh về mạng. Nhưng sao mà các em gặp phải năm nay á, là sao Thổ Tú. Thì mà cái sao Thổ Tú là một cái tinh quân không mấy tốt đẹp, hay đem lại rối ren và trở ngại trong công việc. Rồi hạn á, là Hình Tiền, rất là dễ bệnh nặng. Vận niên gặp là Xà Âm Tỉnh mà rắn bị nhốt thì có thể nói là không tốt đẹp. Thiên can á, thì Kỷ gặp Kỷ, gọi là cùng hàng thuận lợi. Xét về mặt tử vi, địa chi là Mùi gặp Hợi là Hợi Mão Mùi tam hợp. Như vậy thì nó cũng có cái hay. Về mặt nhìn bề ngoài thì có thể nói là ngon lành ha. Cái năm Kỷ Hợi báo hiệu rất là nhiều điều tích cực cho tuổi Kỷ Mùi. Thì như đã làm ở cái video, các video trước, thì mình hãy nói sơ về cái vận hạn, cái tổng quan của cái người Kỷ Mùi để mình biết, để mình xét cái năm nay nó như thế nào. Thì thật sự mà nói là mình đã ấn tượng với cái tuổi Kỷ Mùi rất là nhiều. Vì sao? Thì các cái nữ Kỷ Mùi á, là thường là người rất là hiền lành, ngay thẳng, đặc biệt là hiếu hạnh với cha mẹ, đối xử tốt với bạn bè. Chính vì cái sự hiếu hạnh, cái sự ngay thẳng của mình á, thì số là biết quen được với nhiều người, được nhiều người mà có chức có quyền tin tưởng và là bạn tâm giao. Nhưng mà không bao giờ là cái người Kỷ Mùi này á, nữ mạng á, là biết cúi mình nình bợ ai hay là được nhờ vả những cái người đó. Cho nên là mọi người cũng chính vì cái điều này rất là tôn trọng. Coi người Kỷ Mùi mà nữ mạng luôn luôn được coi là một người rất là dễ để tâm sự và nói chuyện, là người thích tự lực cánh sinh, làm cái gì cũng tự muốn mình làm chứ không có muốn là nhờ vả ai. Tuổi á, thì là Thổ, tuổi là Mùi mà là Thổ, mạng lại mạng hỏa, cho nên có thể nói là mạng tương sinh tuổi, cho nên là con đường của người Kỷ Mùi nữ mạng tương đối gọi là êm ả, gọi là sớm có những cái thành công, sự nghiệp dễ thành nhưng mà dễ mất, đa phần thì khổ tâm, nhất là về đường tình cảm hay tình duyên hay trắc trở. Có những người mà mình biết là từ Kỷ Mùi tới bây giờ đẹp mã giỏi nhưng mà vẫn đang là thời kỳ độc thân. Phần đông thì nên đi xa đi gần gì thì cái công việc nó cũng dễ dàng, nhưng mà đi xa tự lực thì nó vẫn tốt đẹp hơn. Tiền vận thì đa phần là những người sẽ chịu nhiều sóng gió. Sự nghiệp đổi thay nè, có của nhưng chưa cầm giữ được.
Tiền bạc thì có lúc vào như thủy triều, nhưng mà ra cũng mau chóng lắm. Hơn nữa đó là số có bệnh, số số mạng của người Kỷ Mùi đó, là tất cả các tháng trừ cái người mà tháng 2 và tháng 10 ra thì số có gọi là bệnh phù trong mệnh, cho nên là hay yếu về sức khỏe. Công việc làm ăn đôi lúc có bị vì cái sức khỏe chi phối, cho nên là phải ngừng trệ, hao tốn. Người mà Kỷ Mùi thì như đã nói thì đi vào sau cái đại hạn 10 năm, tức là năm 41 tuổi trở đi, thì công danh gia đạo rất là bền vững, sự nghiệp thì càng ngày càng tăng tiến. Tuổi già thì thường là người sống thọ, tại vì tích nhiều phước đức, nhiều phúc lộc. Như vậy mà xét về cái sự nghiệp và công việc làm ăn của cái năm Kỷ Hợi 2019 đối với người Kỷ Mùi thì nó sẽ như vậy. Năm Kỷ Hợi 2019 thì các em là gặp sao Thổ Tú chiếu mạng, cho nên là như đã nói ở trên, đây là một cái tinh quân không được tốt đẹp, dễ gây gia đạo rối rắm bất an, tiểu nhân thì lừa gạt. Công việc làm ăn cũng có nhiều cái trục trặc không có đáng có. Ngoài ra thì Thổ Tú thì thuộc hành thổ, đối với người mạng hỏa đó là hỏa sinh thổ, cho nên là nó sẽ báo hiệu còn nhiều, gây nhiều trở ngại hơn nữa cho các nàng với cái sao Thổ Tú. Nó bổn thân của nó là một cái sao đem lại rối rắm và tai tiếng rồi, mà bây giờ nó là hành thổ mình thì mạng hỏa nữa, nó còn nặng hơn nữa ha, cho nên là cẩn thận cái phần tai tiếng ở trong năm này. Hạn của năm thì gặp huỳnh tiền, thì nên là chú ý cái sức khỏe mình chút xíu, đề phòng bệnh nặng khá nguy hiểm. Nhưng nhờ mạng hỏa được cái bổn mạng của năm là mộc tương sinh, nên không đến nỗi nguy nan, chỉ có bệnh thôi chứ còn không đến nỗi lên bàn thờ đâu ha, yên tâm. Cái nào lên bàn thờ mình sẽ nói. Nhưng giống như là năm Mậu Tuất này, đối với người mà Nhâm Tuất và Canh Tuất rất là yếu mệnh, cho nên mình sẽ dặn. Rồi là về tứ trụ thì với thiên hòa địa xung. Thiên hòa là việc làm tương đối an bình, vẫn có được doanh thu, vẫn có sự tốt đẹp của riêng nó, không có gì thay đổi lớn. Nhưng gia đạo là gặp địa xung thì suy kém, dễ rất là gây gỗ. Gia đạo là không phải nghĩa là chồng đâu ha, còn có anh chị em rồi thân thích trong gia đình, chứ không phải là chồng con không đâu ha. Vận niên thì đặc biệt là hơi khó chịu, đó là vận niên xà âm tỉnh, rắn bị nhốt. Vào cái hoàn cảnh này thì có thể nói là đem lại nhiều bức xúc, nên chịu đựng hơn là vẫy vùng để mà chịu thiệt thòi ở trong cái năm xà âm tỉnh. Như đã nói thì cái năm Kỷ Hợi là năm kết thúc của đại hạn 10 năm. Nó sẽ đặc biệt là năm kết thúc này nó sẽ rơi vào, bắt đầu từ tháng 7 trở đi là mình đã chuyển vận. Tới tháng 6, tháng mùi của năm, tháng tân mùi thì nó vẫn còn có những khó khăn, cho nên là cần cẩn trọng. Rồi, như vậy thì xét về mặt các cái yếu tố mà đã có thể nói là về tử vi, về tứ trụ, thì đứng về mặt ngũ hành mà để luận giải thì năm nay là can kỷ thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung. Đối với mà các nàng mà mạng hỏa gặp năm thổ vượng là sinh xuất có phần thua thiệt, nên cẩn trọng trong cái việc làm ăn, đặc biệt là giấy tờ sổ sách phải nên minh bạch nếu như không muốn thất thoát từ cái việc mà chữ ký của mình. Sao hạn của năm 2019 Kỷ Hợi là thật sự yếu kém, hoàn cảnh làm ăn thì gặp vận niên không tốt, cho nên là cũng không ngon lành, có thể thay đổi hay bị gián đoạn, đó là cái điều mà khó tránh khỏi. Vận niên thì bất lợi, khiến công việc không được như ý, nên cố gắng chịu đựng. Đặc biệt thì xét ở trong cái tử vi thì năm nay các em có cái sao mà quý nhân, cho nên là sẽ có quý nhân xuất hiện chỉ đường dẫn lối mà thoát ra. Chứ mà nếu mà tự mình mà tranh chấp, tự mình mà tháo gỡ đó, thì sẽ đem thêm nhiều việc mà coi như là thiệt hại. Về tứ trụ thì năm Kỷ Hợi là bị địa xung, gia đình tình cảm sẽ khó yên, cuộc sống gặp nhiều rối rắm. Có thể nói năm 2019
Kỷ Hợi là một năm trung bình, thậm chí là yếu đối với các nàng, dù bề ngoài là năm một cái năm mà nhìn thuận lợi như ở nói ở trên, xét về kỹ nè, xét về mạng đồ này kia, mọi thứ cẩn trọng mọi việc, cố gắng an phận thủ thường để bảo toàn sự nghiệp, được xem là như thắng lợi. Thôi kệ nó, còn có một cái chút xíu nữa thôi, 6 tháng thôi. Thật sự ra mà nói chuyển mệnh là nó từ bắt đầu tháng 6 là nó đã chuyển mệnh rồi, nhưng mà 6 tháng đầu thì cũng phải cẩn thận nhiều điều. Xét sâu về các mặt tử vi á, các cung, các tinh quân bên trong á, thì tiểu vận của năm 2019 là đi vào sinh địa, có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ. Tuy nhiên á, đây là năm mà cuối của đại hạn 10 năm, tức là từ 32 tuổi đến 41 tuổi á, là cái giai đoạn này có nhiều sự thay đổi, khó khăn về cả gia đạo lẫn công việc, người ta gọi là mất nhiều hơn được. Ví dụ như mình có mà 10 năm vừa rồi, 9 năm vừa rồi mình đang trong đại hạn mà mình được không thì coi chừng năm nay là năm mất. Cho nên là cẩn thận, đừng nghĩ lại là cứ thừa thắng xông lên là có chuyện. Rồi, tiểu hạn chịu ảnh hưởng tốt của năm cuối của 10 năm đại hạn á, chịu cái ảnh hưởng không tốt của năm cuối của năm đại hạn, cho nên là dù là rơi vào sinh địa đi nữa thì rõ ràng cũng không tốt đẹp. Có những thứ mà cần phải đề phòng. Cung tiểu vận thì có mã, thiên mã đó, ngộ với đà la đó, công việc làm ăn có những biến động, nhưng nhờ có tuần triệt đóng tại cung thân với cung dậu, và cái sự khéo léo, cái sự chịu đựng của người tuổi mùi vốn có đó, trong lời ăn tiếng nói đó, thì cũng hạn chế được cái sự khó khăn mà vượt qua nó. Tử vi thì có tướng ngộ triệt, tướng quân ngộ triệt, những toan tính lâm vào bế tắc, những toan tính mà để mình bước lên á là sẽ bị cắt đầu. Như nhớ đã nói ha, cái thang ông nào mà vô ông gặp triệt là tốt xấu gì ông cũng cắt ngọn 50% hết. Cái tướng quân á là phát về cái đường làm ăn, phát về cái đường lên làm chủ của mình sẽ bị khó khăn, cho nên là chỉ nên chờ đợi hoặc ẩn nhẫn để chịu đựng. Xét tọa cung tiểu vận có các sao cố định như Tấu Thư, Tuế Phá, Thiên Khốc, Thiên Hư, Thiên Trừ, Thiên Phúc Quý Nhân. Chiếu thì có các sao cố định như Thái Tuế, Quang Phù, Kình Dương, Thiên Mã, Lưu Niên Vân Tinh, Tang Môn Cô Thần, Đại Hao. Bị triệt khống chế, nhưng mà sau triệt thì còn có Phượng Cát và Giải Thần, Điếu Khách, Lực Sĩ, Đà La, Quả Tú và Thiền La. Các cái sao xung chiếu thì rất là hay, có cả Thái Tế, Bạch Hổ, Quang Phù. Ba cái sao này mà Thái Tế, Bạch Hổ, Quang Phù á mà đi riêng á thì nó nặng, nhưng mà ba ông này ông kết hợp chung mà ông đi trước Thiên Mã đó, thì ông rất là dễ thúc đẩy cái việc về quan vận, cái việc mà thăng tiến về tước quyền của cái người Kỷ Mùi, của cái người chịu cái sự chi phối của nó. Như vậy có thể nói rằng ba cái sao này hợp sức lại giúp cho cái vận thế của mình nó tương phần đỡ đần đi. Các sao mà lưu chiếu thì có Long Đức, Quốc Ấn, Tướng Quân, Tuần, Bạch Hổ, Tiểu Hao, Hoa Cái, Long Vị, Hỷ Thần, Đường Phù, Quan Phù. Như vậy tọa cung tiểu vận thì có Tuế Phá nè, Tấu Thư, Thiên Khốc, Thiên Hư, Thiên Trừ, có một loạt các cái gọi là tinh quân xấu rất là nhiều. Đặc biệt với Tấu Thư này là rất là dễ xảy ra cái việc mà giấy tờ mà gây hao tốn. Tuế Phá rồi Thiên Khốc rồi Thiên Hư, Thiên Trừ toàn là những cái tinh quân đem lại những cái rắc rối. Nhưng cuối cùng hết thì tóm lại của cái cung tọa cung tiểu vận thì có ông Thiên Phúc Quý Nhân, cho nên là các em có gặp rắc rối, có gặp sự cố đồ này kia thì cuối cùng hết cũng có sẽ có Quý Nhân giúp đỡ chỉ đường đưa lối cho các em mà vượt qua cái tọa cung tiểu vận ha. Rất là may chứ, nếu mà không có Thiên Phúc Quý Nhân mà cứu các em ở trong cái tọa cung tiểu vận này thì năm nay thật sự là một năm rất là phải đáng gờm. Thiên Mã có trong xung chiếu cố định á thì có nè
Thiên Mã, Tang Môn, Cô Thần, Đại Hao. Thì Thiên Mã là di chuyển, Tang Môn là tai nạn dẫn đến có tang, không phải trong gia đình đâu. Cô Thần thì là người nam. Đại Hao tức là sẽ có hao tốn, tóm lại những cái sao mệnh này thì sẽ có hao tốn cho cái tai nạn hoặc là bệnh tật của cái người nam ở trong cái gia đạo của mình, cho nên cần cẩn thận. Nhờ có lưu niên vân tinh cho nên là có thể nói là cái này không có phải là người chết người đâu, chứ nếu mà không có lưu niên vân tinh thì cái này chắc chắn là sẽ có chết người. Nhưng mà còn phải coi cái mệnh của người đó chịu được hay không nữa. Đặc biệt là có triệt sẽ phần nào chế hóa lại cái Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Đại Hao này. Bên cạnh đó thì có Phượng Cát và Giải Thần. Như đã nói thì Giải Thần là một cái tinh quân chuyên trị và chuyên giải quyết những cái bại và phá tinh một cách là rõ ràng ha. Sau Giải Thần thì có Điếu Khách, Lực Sĩ, Đà La. Thì Điếu Khách này là cái khách ở phương xa. Là như vậy thì có thể nói kết hợp với Thiên Phúc Quý Nhân thì có thể nói là những cái này là những người bạn cũ, những người nếu như gặp rắc rối thì sẽ có những người bạn cũ, những người quen cũ, mình nghĩ là họ đã quên mình rồi, họ giúp đỡ mình. Cho nên nếu như mà các em năm nay mà lỡ lâm vào bế tắc thì nhớ lục lại trí nhớ của mình coi có ai có thể nhờ vả được quen hay kia mà có thể vượt qua. Tuy nhiên là ngoài những cái sao mệnh là rõ ràng cái tinh quân không tốt nằm ở trong mệnh tử vi của mình á, thì mình cũng có rất là nhiều cái tinh quân tốt đẹp, đó là Long Đức, Quốc Ấn, Tướng Quân, Hoa Cái. Long Đức, Quốc Ấn, Tướng Quân thì có nhiều cái điều mà gọi là thăng tiến về quan lộc, đặc biệt là như đã nói ha, có Thái Tế, Bạch Hổ, Quan Phù mà đi trước Thiên Mã thì chắc chắn năm nay sẽ, nếu như các chị mà làm ở trong cơ quan nhà nước thì rõ ràng là sẽ được thăng tiến. Các nàng năm nay có nhiều phúc tinh nè, Long Trì, Phượng Cát, Giải Thần, Lưu Chiếu, cho thấy phần âm đức nhiều hơn tài năng trong việc xây dựng bảo toàn công danh sự nghiệp của mình. Nên là cẩn thận. Nói chung về công việc làm ăn á, năm nay báo hiệu phải trực diện với nhiều khó khăn biến động. Chỉ cần hòa hoãn và kiên nhẫn như bản tính vốn có của mình, các nàng sẽ không có gì đáng lo. Tiền bạc vẫn có vào, không bao giờ hao hụt thiếu hụt. Công ăn việc làm dù có khó khăn hoặc gián đoạn cũng chỉ là tạm thời, sẽ gặp cơ may hoặc cái người giúp đỡ, mọi việc sẽ tiền hung hậu kiếp. Như vậy là cũng có cái ngon lành ha. Còn xét về mặt tử vi về tiểu vận á, là đang vào cái năm sanh địa. Tại sao? Tại vì hợi mão mùi mà. Mình tuổi mùi gặp năm hợi là hợi mão mùi tam hợp, đúng không? Cho nên là ngon lành. Nhưng mà với cái vận niên á, bị hãm thì vẫn khó xoay sở. Tiếp tục con đường cũ sẽ có nhiều thuận lợi, đừng có mà ham vọng một con đường mới. Cung mệnh có quan phù, tướng quân, mặc dù là các em là luôn có người ủng hộ, nhưng mà những cái phá và bại tinh nhập mệnh cũng nhiều, dễ sinh bất trắc rối ren, trong lòng không yên vì chung quanh có kẻ muốn gây hại. Cho nên là năm nay tính ra nhìn ở bên ngoài giống như trái ổi á, mà nhìn ở bên ngoài thì rõ ràng là ngon lành lắm, nhưng mà xét nhiều trong các tinh quân thì không tốt đẹp cho các em cho lắm. Cho nên các em cần cẩn thận và chú ý. Nhìn chung á, năm nay sao hạn bất an, dù tiểu vận khá tốt nhưng đang trong đại hạn 10 năm, cho nên là yếu kém, vẫn chưa buông tha các em. Các em cố gắng duy trì công việc, bảo toàn cái sự nghiệp, cẩn thận bị kẻ đâm sau lưng thì sẽ không có chuyện gì mà quá nặng nề đâu. Đó là cái mặt công việc, nó sẽ có những cái tín hiệu tích cực ở bên ngoài và những khó khăn ở những cái thời điểm mà các cái tinh quân xấu không bị giải thần khống chế. Về tình cảm và gia đạo
theo tử vi năm Kỷ Hợi á, thì với địa xung gia đình tình cảm thì khó được an vui. Đối với gia đình vợ chồng dễ sinh bất hòa vì công việc làm ăn không được thuận lợi, cũng như là quan niệm sống có những cái sai khác. Năm Kỷ Hợi á, tâm tư hướng về những việc mà phải giải quyết ở trong cái năm Mậu Tuất nhiều hơn là bắt đầu những cái tốt đẹp ở trong cái năm Kỷ Hợi. Cho nên là trở ngại nó vẫn còn rất là nhiều điều khó khăn, tức là mình phải tập trung vào cái phần công việc, vừa những cái rắc rối mà công việc của năm Mậu Tuất nó đem lại, cho nên là mình sẽ lơ là việc gia đình là một trong những lý do gây ảnh hưởng cơm không lành canh không ngọt ở trong gia đạo ha. Ngoài ra trong cái mối quan hệ bên ngoài á, thì có kẻ xấu gièm pha, bị mang tai tiếng, làm cho đời sống vợ chồng rất là dễ may gây ra mất hạnh phúc. Tại sao? Thì mình dưỡng sao Thổ Tú mà, cái ngôi sao, cái tinh quân mà đem lại cái rối rắm và nặng tay, cho nên là cần cẩn thận. Các em là cần chia sẻ buồn vui với gia đạo để tạo cái sự thông cảm. Thì tại sao mà anh nói như vậy? Tại vì là người Kỷ Mùi thì biết rồi, sống hướng nội nhiều lắm, tức là có cái gì là chịu đựng nhiều. Gốc là mệnh hỏa, nhưng mà là Kỷ cũng thổ, Mùi cũng thổ, là cái gì thổ mà, thổ là chịu đựng, ai muốn đào bới, ai muốn cấu xé gì cũng được, mọi chuyện cứ để ngoài tai, buồn chỉ trong lòng thôi chứ không thỏ ra bên ngoài. Nhiều khi mình gặp gia đạo, gặp bà già chồng không tốt, ha, buồn phiền rồi kia, nhưng mà không bao giờ dám thổ lộ chia sẻ với lại chồng con. Và điều đó càng để lâu cái ngày nó cái tích lũy ở trong người, cái đó đâm ra cái gia đạo nó không được hạnh phúc. Với Kình Dương, Đà La ha, thì quan hệ với người thân quen cũng có những cái thay đổi khó lường. Nếu không khéo có thể sinh thù oán, biến bạn thân thành thù, cho nên là cần cẩn thận. Tuy vậy với Hồng Loan và Đào Hoa cũng như là Hỷ Thần thì gia đình vợ chồng cũng sẽ có cái những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc. Còn cái cung Tử Tức á, thì có thiếu dương thiếu âm đắc địa, cho nên là con cái sẽ là niềm vui của các em Kỷ Hợi, các em trong năm Kỷ Hợi ha. Đôi khi là nó làm niềm vui cho cái sự vui vẻ của gia đạo nó xích lại gần nhau hơn, cho nên là tốt đẹp. Đối với mà các em mà độc thân á, tức là nói thật lòng là vậy, là Kỷ Mùi mà đến giờ là phải 30% các em đang độc thân. Tại vì sao? Người Kỷ Mùi rất là do sống nội tâm á, cái chịu đựng không nổi cái là đòi chia ly thân, cho nên là bây giờ khá nhiều các em độc thân sẽ có báo hiệu là một năm có nhiều cái xáo trộn trong tình cảm. Thì với Hồng Loan và Đào Hoa nó vận hành rất mạnh, đặc biệt là những cái tháng đầu năm, năm Kỷ Hợi này sẽ có nhiều cái tình cảm phát sinh và đem lại cái gọi là sức hút của mình trong cái mối duyên. Chắc chắn là các nàng sẽ được nhiều chàng để ý ngỏ lời, đừng để lâm vào cái cảnh mà không biết chọn lựa cái nào nhiều quá. Một lời thì hai lời thì mình còn biết cân nhắc, nhưng mà hai ba bốn lời là phải cẩn thận ha, nếu không muốn rơi vào cảnh khó khăn. Nếu như mà muốn lập gia đình thì năm Kỷ Hợi cũng là một năm tốt đẹp để mà cưới sinh và góp gạo thổi cơm chung. Còn về mặt sức khỏe thì năm Kỷ Hợi 2019 can chi thì đều thuận lợi. Tuy nhiên là với cái nạn hình tiền là dễ bị đau ốm khi thời tiết thay đổi, nhưng mà nói thật sự là nói là cũng không quá nặng nề, đừng có nhọc lòng. Hạn thì có tan và hư, nên quan tâm nhiều đến cái những người lớn tuổi, trưởng bối trong gia đạo ha. Nếu có thai nghén ở trong năm nay thì nên cẩn thận vì có tan. Năm nay thì với cái sao mệnh thì bổn mạng không phải là vấn đề mà các em phải quan tâm nhiều, chủ yếu là về phần gia đạo và làm ăn ha. Rồi, như vậy đó là cái tổng hợp của tử vi năm Kỷ Hợi 2019 đối với những cái người nữ
sinh năm 1979 Kỷ Mùi, thì rõ ràng là có nhiều điều tốt đẹp nếu xét ở bên ngoài, nhưng nội tại thì có những cái việc nó cũng không tốt đẹp lắm, các em cần cẩn thận nhiều điều. Thì như những cái video khác thì anh sẽ làm cái vận hạn của 6 tháng đầu năm 2019 đối với tuổi của các em, để các em có biết cái chi tiết để mà vận hành, biết cái tháng nào xấu và tháng nào tốt, và tốt cái gì xấu cái gì mà ứng dụng, và để có cái năm Kỷ Hợi thật sự tốt như cái vẻ bề ngoài của nó. Thì tháng giêng của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Bính Dần, một tháng hỏa. Như vậy và với cái mệnh hỏa của các em á, là hỏa nó đồng hàng, người ta nói sẽ tốt cho sức khỏe và may mắn cho bổn mạng. Thiên can Bính Kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành á, thì hai cái này là Bính Đinh thì thuộc hỏa, Kỷ Mậu thuộc thổ, như vậy có thể nói là được tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành. Sẽ có tài lộc nhưng không lớn. Địa chi Dần Mùi thì tự chủ bình hòa, không hại, không hình xung khắc gì nhau hết, cũng không tương hợp. Cho nên là có thể nói là địa chi cũng là một điều tốt đẹp. Như vậy thì tháng 1 khởi đầu của năm Kỷ Hợi là một tháng tốt về mệnh, tốt về thiên can, tốt về địa chi, ba cái trụ chính để mà xét về một tháng của có tốt cho người Kỷ Mùi hay không, thì tất cả đều là không có gì mà quá xung khắc. Tiếp đến là tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch của năm Kỷ Hợi là tháng Đinh Mão, một tháng hỏa, tháng này cũng là tháng hỏa âm. Mệnh thì cũng như tháng 1 là hỏa đồng hoàng hàng, sức khỏe tốt và may mắn cho bổn mạng. Thiên can Đinh Kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Về mặt tử vi, về mặt nạp âm ngũ hành thì cũng giống như tháng 1, Bính Đinh thuộc hỏa, Kỷ Mậu thuộc thổ, cho nên là được tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành của thiên can tốt đẹp. Mệnh đồng hàng thiên can thì được tương sinh nạp âm ngũ hành. Địa chi Hợi Mão Mùi, tháng thì tháng Mão, mình tuổi Mùi trong năm Hợi, có thể nói là tháng này là tháng tốt đẹp nhất của cái người Kỷ Mùi ở cái năm 2019. Lý do là tháng tương hợp với tuổi rồi tuổi tương hợp với năm, mệnh thì đồng hàng, thiên can thì được nạp âm ngũ hành tương sinh, rõ ràng là sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp xảy ra, đặc biệt với các nàng mà gọi là độc thân sẽ dễ sinh tình cảm. Hồng loan đào hoa được tương sinh mệnh sẽ tốt đẹp nhiều điều. Rồi hy vọng rằng là với cái tháng 2 như vậy sẽ đem lại nhiều điều thành công tốt đẹp. Tháng 1, tháng 2 thì nó gần giống nhau, nhưng mà tháng 2 thì được có tam hợp của tháng 5 tuổi thì sẽ tốt đẹp nhiều điều. Đến tháng 3 là tháng Mậu Thìn, một tháng gốc mộc. Như vậy mệnh mộc sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh rất tốt cho sức khỏe. Khi mà bản mệnh được tương sinh thì các cái phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi, nó sẽ phát sáng nhiều. Mà khi nó phát sáng nhiều thì nó đẩy lùi những cái phá và bại tinh đi. Cho nên nói nhờ cái tương sinh mệnh thì rất là tốt đẹp. Mậu Kỷ, mậu của Mậu Thìn, Kỷ của Kỷ Mùi thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên ngũ hành là Mậu Kỷ thì cùng hành thổ, cho nên có thể nói là tốt đẹp. Thìn với Mùi, Thìn Tuất Sửu Mùi, Thìn Mùi là nằm trong tứ hành xung, tuy nhiên nó nằm khá xa nhau. Khá xa nhau trong cái tứ hành xung, cho nên là cái phần xung khắc của nó cũng không quá lớn. Đặc biệt Thìn Tuất Sửu Mùi thì cùng thổ luôn, cho nên có thể nói là tốt đẹp nhờ được tương sinh mệnh. Và tháng 3 tuy là nó có xung một chút xíu, có thể gia đạo sẽ có chút rối rắm rầy rà, các mối quan hệ trong làm ăn sẽ không được tốt đẹp, nhưng mà vẫn là một tháng có thể nói là thành công nhờ cái mệnh được tương sinh. Tiếp đến là tháng 4 âm lịch. Là tháng 4 âm lịch thì nó là tháng Kỷ Tỵ, một tháng gốc mộc, tiếp tục cũng giống tháng 3, bổn mệnh được tương sinh sẽ tốt nhiều điều ha. Thiên can đồng hàng Kỷ, chữ Kỷ đồng hàng tháng nè, thiên can của tháng đồng hàng, năm cũng đồng hàng với lại cái chữ Kỷ Mùi, thì là có thể nói công việc và các mối quan hệ trong xã hội sẽ có nhiều thuận lợi, phát sinh tài lộc, những có thể là công việc
Địa chi, tỵ, mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không xung khắc nhau, cũng không tương hợp nhau. À, riêng là tỵ là thuộc thổ, tỵ ngọ thuộc thổ. À, thìn tuất sửu mùi, à, tỵ ngọ thuộc hỏa, thìn tuất sửu mùi thuộc tổ, thổ cho nên gọi là tương sinh về nạp âm ngũ hành. À, tháng 4 tiếp tục là một cái tháng tốt đẹp nữa. À, như vậy thì còn gì bằng nữa, mình có quá nhiều cái sự tốt đẹp ở trong cái những cái tháng đầu năm. 4 tháng rồi thấy không có gì mà xung khắc nhiều. À, rồi, tiếp tục tới tháng 5. Tháng 5 là một tháng thổ. Tháng thổ lý do là tại sao tháng 5 của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng canh ngọ. Như vậy á, là hỏa sinh thổ thì bản mệnh bị sinh xuất tháng, sức khỏe cần cẩn trọng một tí xíu. À, nên nhớ là hỏa sinh thổ thì nó gọi là sinh xuất đi. Rồi nhưng mà bản mệnh của mình năm nay là can kỷ, nó cũng thuộc thổ, mùi cũng thuộc thổ, cho nên là thổ vượng. À, gặp năm hỏa như thế này, nếu như mà các em mà ai có kinh doanh bất động sản đồ đó, thì năm nay cũng là một năm rất là ok. Từ về đất đai nha, không phải nhà cửa. Mệnh như vậy thì sinh xuất, cho nên là bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cần cẩn trọng, nhưng nó không quá lớn lao đâu. À, không có nặng lắm đâu. Thiên can canh kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, không có chuyện gì mà không khắc hết, nên công việc cũng không phải là vấn đề. À, ngoài ra là nạp âm ngũ hành của canh là kim, nạp âm của kỷ là thổ, cho nên là thuộc dòng tương sinh, thổ sinh kim, cho nên là tài lộc vẫn phát sinh. À, địa chi ngọ với mùi thì mọi người đã biết rồi, nó là lục hợp, may mắn hòa hợp trong gia đạo. À, mà khi mà đã có lục hợp gặp mạng thì bị sinh xuất một tí xíu này, thiên can không khung không khắc thì rõ ràng nó ngoài cái việc tốt cho gia đạo, nó còn tốt luôn cho làm ăn, tốt cho nhiều điều khác nữa. Như vậy tháng 5 cũng là một tháng tiếp tục có nhiều cái tín hiệu tích cực. À, sao 6 tháng đầu năm mà có 5 tháng khởi đầu này êm xuôi rồi thì rõ ràng là cái các cái tinh quân bên trong nó sẽ không có cái cơ hội để phát huy cái xấu. À, chỉ cái vận niên vận hạn của tháng nó quá tốt rồi. Tuy nhiên cái tháng cuối cùng của 6 tháng đầu năm á, tức là tháng 6 âm lịch, tháng đó là tháng 10, tức là tháng tuổi của các em. Thì tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi là tháng Tân Mùi, tức là một tháng thổ. Như vậy là cũng giống vậy, ở cũng tháng 5 thì hỏa sinh thổ, bản mệnh bị sinh xuất tháng, sức khỏe cần cẩn trọng. Khi sinh xuất tháng á, thì các cái sao như là giải thần, hóa khoa, hoa cái sẽ bị hỷ thần sẽ bị lu mờ. Mà lu mờ thì sẽ không có tác dụng tốt đến những cái việc khác cho công việc. Nhưng mà xét xem công việc có bị tương khắc hay không. Tân kỷ thì cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. À, tân thì kim, ha, kỷ ở thổ vẫn thuộc dòng tương sinh, thổ sinh kim, cho nên tài lộc vẫn có. Tuy nhiên địa chi là tháng tuổi sẽ không tốt đẹp cho gia đạo và các mối quan hệ khác. À, như vậy thì xét 6 tháng đầu năm chỉ có tháng 6 thì cần phải cẩn trọng nhiều điều. Vì khi bị mệnh sinh xuất thì các cái như tinh quân tốt, cái tinh quân hỗ trợ bổn mệnh của mình nó sẽ có rắc rối và nó tạo ra cái áp lực cho cái phần địa chi tháng tuổi. Cho nên là các em cần cẩn thận nhất vẫn là cái tháng 6 âm lịch thôi. Còn các vận khác như tháng đầu năm, từ tháng 1 cho tới tháng 5 là những cái điều tốt đẹp. Như vậy sẽ có tài lộc, mọi thứ ok. À, như vậy thì anh đã tổng hợp xong cái tử vi của cả năm Kỷ Hợi 2019 đối với người nữ Kỷ Mùi sinh năm 1979 và cái vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các em mà để các em ứng dụng vào cuộc sống. Rất là vui khi mà mình tổng hợp được cái những cái thông tin này giúp các em, để các em có biết cương nhu trong làm ăn và phòng tránh bệnh nạn nó như thế nào. Các em xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi Kỷ Mùi được biết mà ứng dụng vào cuộc sống để có cái mấy tháng đầu năm của năm Kỷ Hợi tốt đẹp, thịnh vượng, làm ăn mọi điều hanh thông. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.